Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội đồng xét xử đã công bố bản án dành cho các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỷ đồng. Cùng với đó, các bị cáo, những người liên quan vụ án cũng phải chịu trách nhiệm về dân sự. Trong đó, đáng chú ý là vụ Quốc Cường Gia Lai, QCG phải trả lại Trương Mỹ Lan số tiền 2.882 tỷ đồng. Đây là số tiền liên quan hợp đồng hứa mua, hứa bán với Sunny Island về dự án Phước Kiển. Một thông tin mới so với cáo trạng đưa ra là công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo phải trả bà Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Đại gia Nguyễn Cao Trí phải nộp lại số tiền 1.000 tỷ đồng khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà của đại gia Đinh Trường Chinh phải hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan. Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tuần Châu phải nộp lại 6.095 tỷ đồng nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho Trương Mỹ Lan. Một nữ đại gia dính đến việc trả lại Trương Mỹ Lan số tiền lớn là bà Trần Thị Việt Thanh và công ty Hồng Phát. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát thành lập tháng 3 năm 2005 do bà Trần Thị Việt Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc. Nữ doanh nhân Trần Thị Việt Thanh còn đứng tên rất nhiều doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phát, xí nghiệp khai thác sa khoáng Hồng Phát, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát Đức Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hồng Phát. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hồng Phát thành lập tháng 11 năm 1993 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Công ty cập nhật mới nhất có hai cổ đông. Trong đó bà Việt Thanh góp 97,5%, số còn lại 2,5% thuộc về bà Thái Thị Thúy Hằng. Bà Thúy Hằng và bà Việt Thanh có cùng địa chỉ đăng ký thường trú. Từ năm 2008, nữ đại gia Đinh Thị Việt Thanh phát sinh một giao dịch đảm bảo tại China Policy Limited. Tài sản đảm bảo là 10.000 cổ phần, tương ứng giá trị 10 tỷ đồng cho công ty cổ phần bất động sản Hồng Phát. Bên đứng thế chấp gồm 5 cá nhân, trong đó có bà Việt Thanh và 3 cá nhân khác cùng địa chỉ thường trú. Chỉ riêng một người là Nguyễn Thị Xuân Cửu, khác địa chỉ. Nhắc đến chữ China Policy Limited, nhiều người trong giới bất động sản chú ý tới. Đặc biệt, mới đây nhất, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An báo cáo kết quả thi hành án dân sự hành chính giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Trong nội dung báo cáo có nhắc tới công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát. Theo đó, Cục Thi hành án Dân sự tiếp tục mời công ty Hồng Phát và công ty China Policy Limited để giải quyết việc thi hành án phán quyết trọng tài, yêu cầu hai bên tự thỏa thuận, ấn định thời gian thành lập liên doanh và có cam kết thời gian thực hiện phán quyết trọng tài, đồng thời có văn bản báo cáo Cục Thi hành án Dân sự tiến trình thực hiện. Công ty Hồng Phát của bà Trần Thị Việt Thanh được biết đến là chủ đầu tư dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa theo tiêu chuẩn quốc tế tại địa bàn hai xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án có quy mô 140 triệu đô la Mỹ, dính kiện tụng và các bên chưa có tiếng nói chung nên kéo dài hàng chục năm chưa thể hoàn thiện. Cụ thể, theo báo Xây dựng đưa tin, ngày 11 tháng 7 năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có quyết định thu hồi đất để giao cho công ty Hồng Phát triển khai dự án giai đoạn 1 với 273 hectare. Công ty Hồng Phát tìm kiếm các đối tác để hợp tác thực hiện, trong đó có công ty China Policy Limited. Tháng 6 năm 2007, hai bên ký kết thỏa thuận khung. Theo đó, hai bên xác định tổng số vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 140 triệu đô la Mỹ. Để thực hiện, hai bên sẽ thành lập một công ty liên doanh với vốn điều lệ là 21,4 triệu đô la Mỹ. Trong đó Hồng Phát góp 30% bằng giá trị quyền sử dụng đất, China Policy Limited góp 70% bằng tiền mặt. Phía China Policy tạm ứng 15,6 triệu đô la Mỹ để trả cho các khoản chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do chính sách về đất đai thay đổi, điều chỉnh, dẫn tới chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng thêm khoảng 27 triệu đô la Mỹ thời điểm năm 2008. Bên cạnh đó, theo thỏa thuận khung, khu tái định cư sẽ triển khai ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An điều chỉnh, yêu cầu thực hiện ngay giai đoạn 1, nên chi phí sẽ phát sinh thêm khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ. Không đạt được thỏa thuận về những chi phí phát sinh thêm với đối tác, nhưng Hồng Phát vẫn tiến hành triển khai đền bù, tái định cư. Phía China Policy thì chờ có một công ty liên doanh được thành lập như thỏa thuận khung trước khi quyết định rót thêm các khoản tiền. Tháng 6 năm 2009, Hồng Phát được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 232,66 hectare của giai đoạn 1, nhưng công ty liên doanh vẫn chưa thể thành lập. China Policy đâm đơn kiện Hồng Phát chiếm đoạt 15,6 triệu đô la Mỹ. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó kết luận đây là tranh chấp kinh tế dân sự.
China Policy tiếp tục phát đơn kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC và được phán quyết hai bên tiếp tục thỏa thuận khung để thành lập công ty liên doanh. Vụ việc kéo dài đến nay, hai bên từ đối tác đến đối thủ chưa ngồi lại giải quyết được với nhau. Dự án lúc thì bị kê biên, lúc lại được giải tỏa nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho 86 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Các tài sản liên quan bị kê biên sẽ dùng để hoàn trả cho nghĩa vụ thi hành án. Bà Đỗ Thị Nhàn bị kết án tù chung thân, số tiền 4,8 triệu đô la Mỹ bị tịch thu. Đồng thời, buộc bị cáo Nhàn nộp tiếp số tiền Việt Nam đồng tương đương 400.000 đô la Mỹ để sung vào ngân sách và nộp phạt số tiền 100 triệu đồng. Nhiều khoản tiền lớn được cơ quan điều tra xác định liên quan, ví dụ công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG bị buộc trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng. Đây là số tiền liên quan hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Phước Kiển với công ty Sunny Island. Ngoài ra, 16 bất động sản tại xã Phước Kiển có diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án Phước Kiển cũng sẽ giao cho C03 tiếp tục điều tra làm rõ. Trong số các khoản tiền phải nộp lại, hội đồng xét xử buộc công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Nhắc tới cái tên Phú An và nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo, giới doanh nhân thường liên tưởng ngay đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An và tập đoàn Khang Thông cùng dự án đình đám Happy Land, xứ sở hạnh phúc. Công ty Phú An thành lập tháng 4 2003, công ty do bà Phan Thị Phương Thảo làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng 2, 2022, công ty cập nhật thông tin ông Phan Quốc Lợi, sinh năm 1993, làm tổng giám đốc. Và mới đây, tháng 4, 2023, vừa qua, ông Phạm Minh Luân làm tổng giám đốc. Tập đoàn Khang Thông thành lập tháng 10, 2004, với vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, do bà Phan Thị Phương Thảo làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cổ đông góp vốn, ngoài bà Phương Thảo, 97,46%, còn có ông Phạm Minh Luân 1,15% và ông Phan Đắc Tuệ 1,39%. Ông Luân và bà Thảo có cùng địa chỉ thường trú. Tháng 12, 2018, công ty giảm vốn điều lệ xuống 3.600 tỷ đồng. Vị trí tổng giám đốc được luân chuyển từ ông Phan Quốc Lợi sang ông Phạm Minh Luân vào tháng 4, 2023. Nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo cũng là đại gia có tiếng, từng là cầu nối đưa nhiều nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam. Công ty Phú An là một trong những công ty trong hệ sinh thái Khang Thông, là chủ đầu tư dự án Happy Land đình đám. Happy Land đình đám bởi tổng quy mô 688 hectare, vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Từ chục năm trước, dự án gia bảo khi cho biết đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cha của cố ca sĩ Michael Jackson, ông Joseph Walter Jackson. Người cha của cố ca sĩ nổi tiếng đến với dự án Happy Land với mong muốn là người quảng bá dự án ra thế giới như ước nguyện của con trai, chứ không phải đầu tư. Tuy vậy, ngay sau đó phía ông Joseph rút lui khỏi dự án vì một số lý do. Kêu gọi loạt đầu tư cả ở nước ngoài, trầm trộ triển khai nhưng sau đó đắp chiếu nhiều năm, công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị đối tác kiểm tra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Hàng loạt bản án sau đó được công bố, số nợ của Phú An lên đến khoảng 700 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán. Thậm chí công ty còn nợ cả tiền bảo hiểm xã hội, cuộc thi hành án dân sự tỉnh Long An phải vào cuộc, kê biên một phần tài sản, bà Thảo lúc đó bị cấm xuất cảnh. Năm 2016, để trả nợ, tập đoàn Khang Thông tìm đối tác mua cổ phần của dự án Happy Land. Thông tin trên thị trường thời đó cho biết những cuộc đàm phán với Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã diễn ra nhưng bất thành. Không đạt được thỏa thuận với Vạn Thịnh Phát, năm 2017, phía Khang Thông công bố thông tin đã bán 88% cổ phần của dự án Happy Land cho đối tác Vina Oscar tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của công ty Nhật Linh Lioa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Cuộc thi hành án dân sự cho biết thời điểm đó đang tổ chức thi hành án đối với 6 bản án của công ty Khang Thông. Sau hơn 2 năm, tháng 3, 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.